Tối ngày 23 tháng 6, thêm 85 ca mắc Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh có đến 61 ca. Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế chiều ngày 23 tháng 6 cho biết có thêm 85 ca mắc Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 61 ca. Tổng số ca mắc trong ngày tại Việt Nam là 220, có 138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 23 tháng 6, có 85 ca mắc mới, bệnh nhân 13.863 đến 13.947. 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 2 ca, Kiên Giang 1 ca. 82 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 61 ca, Đà Nẵng 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Long An 3 ca, Nghệ An 5 ca, Kiên Giang 2 ca, Bắc Giang 1 ca, trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. 138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 23 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận thêm 220 ca mắc mới, 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 2 ca và Kiên Giang 1 ca. 217 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 152 ca, Bình Dương 23 ca, Bắc Giang 11 ca, Nghệ An 7 ca, Đà Nẵng 6 ca, Long An 5 ca, Hưng Yên 4 ca, Bắc Ninh 4 ca, Lào Cai 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Bắc Cạn 1 ca. Trong đó có 196 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. Số ca mắc Covid-19 của thế giới tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 6, cả thế giới có 179.981.557 ca mắc, trong đó có 164.751.234 ca đã khỏi bệnh. 3.899.265 ca không qua khỏi và 11.331.058 ca đang điều trị, 81.850 ca diễn biến nặng.

Philippines tăng 4.353 ca, Thái Lan tăng 3.174 ca, Campuchia tăng 587 ca, Đông Timor tăng 62 ca, Singapore tăng 22 ca, Lào tăng 9 ca. Tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 10.657 ca, trong đó có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 18 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắc, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Tình hình điều trị, có 138 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 341 ca, lần 2 là 143 ca, lần 3 là 130 ca. Số ca không qua khỏi là 70 ca, số ca điều trị khỏi là 5.684 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, một ca bệnh, bệnh nhân 13.873 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ngày 21 tháng 6 năm 2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 22 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hai ca bệnh, bệnh nhân 13.878, và 13.879 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 2 tháng 6, từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Sa Mát tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh. Có 82 ca ghi nhận trong nước 6 ca bệnh, bệnh nhân từ 13.863 đến bệnh nhân 13.868 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh 13.869 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, nữ 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trong khu cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 3 ca bệnh bệnh nhân từ 13.870 đến 13.872 ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 của bệnh nhân 13.783 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, tỉnh Long An. 4 ca bệnh, bệnh nhân từ 13.874 đến 13.877 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. 3 ca là F1 của bệnh nhân 10.456 đã được cách ly từ trước, 1 ca trong khu vực phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2. 5 ca bệnh, gồm bệnh nhân từ 13.880 đến 13.884 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca trong vùng phong tỏa kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca bệnh 13.885 và 13.886 ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang là F1 của bệnh nhân 13.663 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 61 ca bệnh, bệnh nhân từ 13.887 đến 13.947 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh 60 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Mẹ và con của nam tài xế Bắc Nam dương tính với SARS-CoV-2. Tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên cho biết đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở thị trấn Yên Mỹ. Hai trường hợp này là những người thân của anh PVV làm nghề lái xe Bắc Nam, bệnh nhân 13374 được ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Hai trường hợp dương tính mới là bà VTT sinh năm 1936 là mẹ của anh V và cháu PHA sinh năm 2012 là con trai của anh V. Cả hai trường hợp này đã được cách ly tập trung, hiện đã được chuyển lên điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 6, huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 liên quan đến vùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Yên Mỹ đã tiến hành điều tra truy vết, xác định được 153 trường hợp F1 421 trường hợp F2 và 744 trường hợp F3, đưa đi cách ly các trường hợp theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F0, F1 và các hộ gia đình liên quan. Tăng cường truyền thông, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, thực hiện phong tỏa và cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa bàn. Cách ly vợ chồng chủ quán cơm ở Ninh Thuận – do tiếp xúc với tài xế mắc COVID-19. Ngày 23 tháng 6, tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết đã cách ly tập trung vợ chồng chủ quán cơm gà Thái Bình 5 tấn, quán thẻ Phước Minh, huyện Thuận Nam và theo dõi sức khỏe tại nhà 34 người có tiếp xúc gần với vợ chồng chủ quán. Lý do là vợ chồng chủ quán có tiếp xúc với lái xe tải mắc COVID-19, bệnh nhân 13376 đã được Bộ Y tế công bố. Hiện những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, 24 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có vợ chồng chủ quán cơm, 12 người khác đang chờ kết quả. Trước đó, 12 giờ ngày 13 tháng 6, ông T ngụ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là lái xe tải cùng một tài xế xe tải khác cùng quê có ghé quán cơm gà Thái Bình 5 tấn ở Ninh Thuận ăn cơm. Đến ngày 21 tháng 6, ông T lúc này đã nhiễm COVID-19, mang mã số bệnh nhân 13376 gọi điện thoại thông báo cho chủ quán cơm, mình và người lái xe từng ghé ăn cơm đã dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn quán cơm, đồng thời cách ly lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với hai tài xế. Do là xã giáp danh giữa địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đã có văn bản gửi Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thông báo về vụ việc trên. Trung tâm Y tế Tuy Phong đã có văn bản kêu gọi người dân trên địa bàn nếu có đến quán cơm nói trên ở Ninh Thuận hoặc đã tiếp xúc với những người trong quán từ 14 giờ ngày 13 tháng 6 đến nay, hãy tự giác khai báo để được tư vấn sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh, người từng đến cây xăng ngã 7 Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ khai báo gấp. Trưa 23 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo tìm những người đến đổ mua xăng tại chi nhánh cây xăng góc ngã 7 Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, quận 10 để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Cụ thể, Ủy ban nhân dân phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm kiếm những người từng đến đổ xăng tại chi nhánh xăng dầu số 1 Comeco hay còn gọi là cây xăng góc ngã 7 Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ. Đây là nơi có liên quan đến ca mắc COVID-19. Người đến đổ xăng từ ngày 8 đến 21 tháng 6 tại địa điểm trên cần liên hệ ngay trạm y tế phường 1 hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Đại diện Ủy ban nhân dân phường 1 cho hay. Theo đó, người dân có thể gọi theo số điện thoại 028 3833 9454 trạm y tế phường 1 hoặc số 0983 540 510 ông chế Minh Nhật, trưởng trạm y tế phường để nghe chỉ dẫn cụ thể. Trước đó, tối ngày 22 tháng 6, trạm y tế phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết lực lượng chức năng đã tạm thời ngừng hoạt động chợ Sơn Kỳ để phục vụ điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và các tiểu thương tại đây. Ủy ban Nhân dân phường Sơn Kỳ cũng phát thông báo tìm những người từng tới chợ này từ ngày 10 đến 22 tháng 6. Người trong diện này cần đến cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng cũng tạm thời phong tỏa hẻm 18 đỗ nhuận, phía sau chợ Sơn Kỳ để phục vụ việc chống dịch. Nhà chức trách cho biết đây là địa điểm liên quan tới các ca mắc COVID-19. Trong đợt dịch thứ tư này, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có những diễn biến phức tạp với số ca mắc nhiều thứ hai cả nước, chỉ đứng sau Bắc Giang với 1.971 bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Lào Cai đưa bản đồ thông tin dịch COVID-19 lên Internet Sáng 23 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã công bố bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19, covid, COVID map trên địa bàn tỉnh Lào Cai trên Internet nhằm giúp các cấp chính quyền có thêm giải pháp công nghệ số, phục vụ quản lý điều hành trong phòng chống dịch, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin về phòng chống dịch đối với người dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Y tế, Việt theo Lào Cai, tạo lập, cập nhật thông tin, dữ liệu bản đồ số về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai trên Internet, để thuận tiện cho việc theo dõi tra cứu thông tin. Khi truy cập vào, người dùng có thể theo dõi trực quan thông tin dịch tễ, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 theo từng địa phương trong tỉnh, một cách tổng thể, địa điểm các cơ sở y tế, các khu vực cách ly y tế, chốt kiểm soát, khu vực phong tỏa, các địa điểm nhà hàng ăn uống, khu công nghiệp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, lịch sử dịch tễ liên quan. Thông tin trên bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 được cập nhật hàng ngày Hàng giờ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai và cung cấp thông tin cần thiết cho người dân, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Địa chỉ truy cập tại http://covidmap.laocai.gov.vn. Bắc Giang đặt mục tiêu đến 30 tháng 6 cơ bản không còn phát sinh ca nhiễm COVID-19. Sáng 23 tháng 6 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký ban hành kế hoạch tập trung cao độ phòng chống dịch COVID-19 từ nay đến 30 tháng 6 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 6, cơ bản không còn F0 phát sinh trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đặt ra nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát dịch tại các khu phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội. Trong đó, huy động lực lượng để duy trì, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong vùng phong tỏa sau khi giả soát điều chỉnh. Thực hiện thật nghiêm túc, Hiệu quả hoạt động phòng chống dịch trong khu phong tỏa, cách ly, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cả vòng ngoài và vòng trong, không được để tình trạng chặt ngoài lỏng trong, bên trong khu phong tỏa người dân vẫn đi giao lưu, tiếp xúc, tụ tập đông người. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, không được lơ là để phát sinh F0 trong các khu cách ly tập trung. Khi phát sinh F0 phải được kiểm điểm, đánh giá làm rõ chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức cá nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời. Tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị tăng cường hoạt động đánh giá nguy cơ, tầm soát cộng đồng. Trên cơ sở đánh giá dịch tễ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm định kỳ ở những nơi tập trung đông người, vùng có nguy cơ cao, công nhân làm việc ở các khu công nghiệp từ 300 đến 400 mẫu một ngày để tầm soát đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Riêng với huyện Lục Ngạn, cần khẩn trương thần tốc, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài việc tập trung ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao, cũng cần phải triển khai xét nghiệm tầm soát tại các xã chưa có dịch, đặc biệt là các xã tiếp giáp với các xã nguy cơ. Cùng với đó, tầm soát tại các địa điểm cân vải đối với công nhân, thương lái, lái xe chở vải và hàng hóa thường xuyên. Tỉnh Bắc Giang cũng đặt ra nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch trong doanh nghiệp khi quay lại hoạt động sản xuất, đẩy nhanh tiến độ xác nhận đủ điều kiện cho công nhân đi làm trở lại, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp đã được cho phép hoạt động trở lại. Tổ chức sắp xếp lại nhà trọ gắn với hoạt động của các khu công nghiệp, một doanh nghiệp có thể ký hợp đồng với nhiều nhà trọ, nhưng một nhà trọ chỉ ký hợp đồng với một doanh nghiệp cho công nhân ở và ở theo khu vực, phân xưởng làm việc. Doanh nghiệp nào không đáp ứng yêu cầu điều kiện phòng chống dịch thì kiên quyết cho tạm dừng hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đẩy mạnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng, trong đó tập trung tuyên truyền vấn đề nóng, diễn biến mới về dịch bệnh trên địa bàn, quy định trách nhiệm với nhà trọ, người ở trọ. Thông báo khẩn ngay trên hệ thống truyền thanh của thôn, tổ dân phố khi phát hiện F0, cả F0 nghi ngờ và F0 xác định. Tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 với các huyện và thành phố chiều qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh xác định lấy mốc từ ngày 1 tháng 7 sẽ khôi phục lại các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên số 1 là phát triển công nghiệp. Tiếp đó là khởi động lại các dự án xây dựng hạ tầng, dự án khu đô thị, khu dân cư, khuyến khích mở cửa trở lại hoạt động thương mại, ảnh dịch vụ thiết yếu trong điều kiện bảo đảm an toàn. Trước đó, ngày 7 tháng 6, tỉnh Bắc Giang cũng đã đặt mục tiêu sau ngày 21 tháng 6 không phát sinh KF0 trên địa bàn. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện ổ dịch ngoài cộng đồng tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn. Hiện 12 xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn đang phải thực hiện giãn cách xã hội, gồm xã Quý Sơn, Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Phượng Sơn, Nam Dương, Trù Hựu, Kiên Thành, Kiên Lao, Thanh Hải và Thị Trấn Chủ.